Những ngày qua, mẹ Đức Tiến gây chú ý khi đóng cửa, không cho con dâu là Hoa hậu Bình Phương vào nhà. Đến mới đây, một nam ca sĩ cũng tiết lộ sự việc tương tự khi đến viếng 100 ngày người bạn quá cố gây bàn tán. Mới đây, ca sĩ Quách Tuấn Du đã tới Mỹ lưu diễn. Ngay khi vừa đặt chân tới Mỹ, điều đầu tiên Quách Tuấn Du làm là nhờ ca sĩ Lưu Việt Hùng chờ đi thăm mộ cố diễn viên Đức Tiến. Anh chia sẻ về mối quan hệ giữa mình và Đức Tiến. Tôi vừa đặt chân đến Mỹ ngày hôm nay, vào lúc 10 giờ sáng, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là tới thăm mộ Đức Tiến. Tôi và Đức Tiến biết nhau từ rất lâu rồi và đã từng rất thân, nhưng rồi lại không thân nhau nữa. Tuy vậy, chúng tôi thi thoảng vẫn gặp nhau qua những người bạn, đi show, nhưng để thân như xưa thì không. Trước đây, chúng tôi thân nhau tới mức mỗi ngày thức dậy đều gọi cho nhau, có niềm vui gì cũng chia sẻ cho nhau. Sau này, Tiến qua Mỹ, bận rộn công việc, gia đình nên tình cảm gia đình, bạn bè giữa chúng tôi phai nhạt. Hơn nữa, chúng tôi có một số bất đồng trong tình bạn, giận hờn, dần dần xa cách, mỗi người có một cuộc sống riêng. Đợt vừa qua, Đức Tiến có về Việt Nam ra mắt phim Đóa Hoa Mong Manh. Tôi cũng đến dự lễ ra mắt phim vì không còn giận hờn gì nữa và cũng muốn gặp lại bạn mình do đã lâu không gặp. Thực ra lần nào Đức Tiến về Việt Nam cũng nhắn tin cho tôi nhưng đều là những lúc tôi bận hoặc chưa cảm thấy thoải mái. Tới lần gần nhất thì tôi đã thoải mái, hoan hỉ và anh em tôi đã được gặp nhau. Lúc đám tang Đức Tiến, tôi đang đi diễn ở châu Âu, cũng định bay qua dự nhưng thời gian không đủ nên đành thôi. Tôi thấy đám tang của Đức Tiến rất ấm áp, được nhiều bạn bè đồng nghiệp tới chia sẻ. Ở Việt Nam, chỉ có hai mẹ con Đức Tiến nương tựa vào nhau, Đức Tiến là người con rất có hiếu, đi làm có tiền luôn gửi về cho mẹ. Lúc đó, Tiến còn là người mẫu ở Việt Nam, đi diễn cát xê ít hơn ca sĩ, nên tôi có khuyên Tiến nếu lên sân khấu thì giao lưu thôi chưa đủ, còn cần phải hát thêm 1-2 bài thì có nhiều show hơn. Nhưng Tiến không có duyên với ca hát nên tôi hướng Tiến làm MC. Và show đầu tiên, Tiến làm MC là ở Mỹ, từ đó Tiến làm MC thành công nên tôi yên tâm, dù có giận cũng yên tâm rằng Tiến đã có cuộc sống, công việc ổn định. Tôi cũng mới hết giận và có ngồi được với Tiến một lần, ai ngờ sau lần đó Tiến ra đi. Vừa rồi, tôi cũng ghé thăm nhà Đức Tiến để dỗ 100 ngày, nhưng mẹ Đức Tiến đóng cửa. Trước đây tôi cũng dại dột lắm, không sợ gì hết. Bây giờ mỗi lần cúi đầu xuống hoặc chơi thể thao nhiều mà thấy máu tăng lên, huyết áp cao, mệt mỏi là dừng lại liền. Thời gian qua, vợ cố diễn viên Đức Tiến là Hoa hậu Bình Phương cùng cha mẹ ruột và con gái là bé Mèo đã có dịp về lại Việt Nam thăm ông bà họ hàng. Tại chuyến đi Việt Nam lần này, Bình Phương cùng bố mẹ ruột đã 3 lần tới nhà mẹ chồng cô để hỏi thăm và thắp nén hương cho chồng, nhưng cả 3 lần đều bị từ chối. Theo đó, mẹ Đức Tiến dù ở trong nhà nhưng vẫn đóng kín cổng cao tường, không chịu ra mở cửa, mặc kệ con dâu ở ngoài gọi. Thậm chí, lần cuối cùng là ngày cuối trước khi về lại Mỹ, Bình Phương vẫn qua gọi cửa và quay được một khoảnh khắc mẹ Đức Tiến đứng ở phía trong cổng nhà, nhưng tới khi gọi để xin thắp nén nhang, bà vẫn không chịu ra mở cửa. Bình Phương ghi rõ trong clip, hôm nay là lần thứ 3 gia đình Mèo ghé thăm nhà bà nội để tạm biệt lần cuối trước khi trở về Mỹ và muốn thắp nén nhang cho anh Tiến. Tuy nhiên, gia đình đã bị từ chối dù bà nội có mặt ở nhà. Rất nhiều khán giả đã bình luận đồng cảm và ủng hộ Bình Phương. Đa số mọi người cho rằng Bình Phương đã làm tròn bổn phận của người con dâu nên không có gì phải áy náy.